thơ lợn quay à? Lợn quay cân nách lợn xịt nhưng mà gặp Linh Vương sẽ gặp Trầm Chéo phải không nhỉ? Trầm Chéo thần thánh. Trầm Chéo thần thánh nha. Đây là chú của Linh Vương nhưng mà rất là chấm mê chấm ngập mồm đây. Mê cái món của Linh Vương nha. Đây chấm đi. Ok chấm, chấm ngập mồm rồi ăn được ngập mồm. Ôi giời ơi. Ủa, ngập chơi mồm chưa? Chơi như kiểu Tây Bắc luôn. Ừ. Không, mình là ở trên Bắc mà. Ngon không? Ôi. Thôi ra đi. Kéo đi. Gà gà đen này cứng lắm. Gà ngứa. Ăn ra ngứa. Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng tất cả các bác quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thám với Linh. Trong cái chương trình ngày hôm nay thì Linh cũng không đi bản nữa. Hôm qua thì Linh mới từ Hà Giang về. Và trong ngày hôm nay thì Linh tiếp tục quay trở lại Mèo Vạc. Và đặc biệt hơn trong ngày hôm nay thì mọi người cũng biết rằng trong cái tháng này đang là những tháng thiêng liêng của mọi gia đình. Và trong cái chương trình ngày hôm nay thì Linh cũng đến đây để có thể quay một video để có thể kỷ niệm lại gia đình nhà mình Linh. Và đặc biệt cũng có thể giới thiệu được những nét văn hóa riêng của từng dân tộc trong cái mùa Tết Thanh Minh này cho tất cả quý cô bác, quý khán giả trên kênh của Thảo Mỹ Linh biết đến bà con vùng cao, đặc biệt là những phong tục ở những nơi khác. Và trong ngày hôm nay là ngày Tết Thanh Minh mùng 3 tháng 3 thì Linh cũng lên đây và cũng sẽ quay những video về gia đình nhà Mỹ Linh để cho tất cả mọi người biết rằng là văn hóa của đồng bào người Mông làm Tết Thanh Minh như thế nào, xem có khác ở chỗ các bác không. Hiện tại thì mọi người đang đứng ở đây rất là đông nha các bác nhé. Đấy, có trẻ con đây nhảy múa đây. Rất là đông. Rồi ngã bây giờ. Đây là con gà để làm phong tục đây các bác. Có gà thì các hộ gia đình là anh em trong nhà là họ sẽ mổ sắn, sau đó là họ sẽ mang đến đây, họ luộc sắn ở nhà rồi họ mang đến đây thì chỉ việc là cúng mà báo cho gia phả thôi. Ăn gì đây? Chỉ còn nhà các bác. Hiện tại mọi người đang ở đây thì đang gấp hoa. Đang gấp hoa gấp thuyền đấy các bác. Cần đây nhá. Đây, thuyền đấy nha các bác nha. Rồi. Chú mua xúc động quá nên là khóc rồi các bác. Nhớ ông quá. Mọi người đã tặng không? Ai thèm mày đâu? Từ giờ là từ giờ. Phớt cỏ mạnh lên. Đây mộ ông này các bác. Chúc kiểu giống là bên Trung Quốc. Nhà Mỹ Linh thì có hai khu cơ. Hôm nay bác Mỹ Linh là đi làm ở khu bên kia. Hôm nay còn bố Mỹ Linh với các cô với mọi người là làm khu này. Một lúc nữa thì bác làm xong phía bên kia sẽ quay trở lại đây. Hôm nay thì có cả gà, lợn rất là nhiều luôn các bác. Mọi người thấy gà là trong tất cả những cái túi này rất là nhiều. Các nhà là cứ đi một hai con kiểu là nhiều luôn. Đây mọi người đang gấp đây. Một lúc nữa thì chuẩn bị đến phần lễ thì Linh sẽ quay trở lại đây. Bên này thì hiện tại thì lâu không lên đấy các bác, nên là cái khu vực này thì nó hơi rậm rạp một chút.
Đây à, đến cái mùa lần này thì là cái cây này nó nở hơi chậm một chút. Đúng ra đến cái mùa này ấy, thì nó đã nở rồi. Cái quả đun đúm ấy. Không biết ở chỗ các bác thì gọi là quả gì. Đó thì ở phía trên mọi người đang đứng đây thì là lúc vừa rồi thì Linh cũng giới thiệu đó là mộ của ông của Mỹ Linh. Đó là ông Xính. Còn phía bên này thì là mộ của các bác, các cụ ở phía bên này. Linh cũng tiện sang đây để có thể giới thiệu một vòng cho các bác, thì các bác có thể biết đến tổ tiên Mỹ Linh và cũng biết đến văn hóa, phong tục tập quán. Ở nhà Mỹ Linh thì tất cả mộ của mọi người là đều sửa chữa hết. Đó, mọi người có thể thấy rằng là mộ của dòng họ nhà Mỹ Linh khác với của những nhà khác họ như thế nào. Tại vì phía bên nhà Linh thì nó đã cải tiến hơn và không còn làm mộ kiểu là đắp bằng kè đá nữa. Đó, mọi người thấy đây, đây là những cái mộ của các bác các cô đây, các cụ này, kia là của ông cụ này. Đây là mộ của ông Thảo Mỹ Cơ này. Sinh năm 1942, mất năm 1966, hưởng dương có 24 tuổi thôi. Ngày xưa là Mèo Vạc, nó là xã Hòa Bình cơ, bây giờ mới đổi thành thị trấn Mèo Vạc, ngày xưa là xã Hòa Bình kìa. Đó, mọi người thấy. Bây giờ là trước tiên là sau khi là đi xin phép thắp hương, sau đó là thắp hương xong thì mọi người sẽ bắt đầu là phát cỏ quanh mộ đó. Mộ thì đây là mộ của Giàng Thị Pi. Đó, sinh năm 1890, mất năm 1962, hưởng thọ là 72 tuổi. Lấy rồi chú Dương ơi. Dương mang gạt chú thôi à. Dương ơi, mang ra đây cho bố Dương à. Kia là mộ của ông Thào Vả Lình, đấy, ông cụ. Bố của ông Mỹ Linh. Bên này là mộ của Thào Thị Lầu đây, hưởng dương 3 tuổi. Bà Lầu thì mất, cô Lầu thì mất lâu rồi. Cô này là hay, cô Lầu này là hay gọi là hay phù hộ cho Mỹ Linh đấy. Cô hay đi theo Mỹ Linh. Đây là bà Vàng Thị Sông. Đó. Sau này có bia như thế này, Dương có thể biết tên các bà, các cụ rồi nhỉ? Cốc chia đi đâu? Dương, mày không lấy dao cho bố mày à? Đây là những cái đồ để hôm nay là làm cúng cho các cụ ấy. Đây thì Linh lên nốt phần trên này để có thể là giới thiệu hết tổ tiên nhà Mỹ Linh. Đây là bên mộ Thảo Phái Lư đây. Toàn những người mộ đã được sửa sang hết. Trên đỉnh kia có một cái nữa của bà cụ. Đây là cũng là một cái. Đây là mộ của ông Thảo Chứ Mua. Nói chung là những cái mộ nào mà của các ông các cụ mà còn giữ được ảnh ấy thì sẽ in ảnh ở đây. Còn những cụ không tìm được ảnh ấy thì chỉ làm bia thôi. Có như kiểu của ông Thảo Chứ Mua này thì có mặt này, như ông của Mỹ Linh cũng có này. Đó. Bên kia thì họ đang tập dân quân. Mọi người thấy là một khu rất là rộng. Bắt đầu là dọn dẹp. Cái này là một năm thì không làm, nó cỏ dọn nó lên nhanh lắm. Ngày xưa ông Mỹ Linh làm, ông Mỹ Linh ở bắt lúc nào ông phải làm nó thật sạch sẽ ra. Nên mình mặc cái quần này hơi lôi.
nhiều quá. Hôm nay thì ở nhà Mi Linh sẽ ở lại đây là ăn cùng với ở các ông các cụ ở đây luôn. Có nghĩa là ngồi lại ở đây, có năm thì sẽ về nhà, có năm thì sẽ ở lại. Hôm nay thì sẽ ở lại. Hôm nay thì cũng có lễ thì có cả lợn gà rất là nhiều. Mọi người ấy thấy rằng là như Linh có giới thiệu là mỗi một dân tộc nó có một cái văn hóa riêng. Và hôm nay thì mọi người cũng thấy rằng là tảo mộ thì chắc là nhà nào nó cũng giống như nhà nào thôi, cũng đều đến mộ và cũng đều phất cỏ để cho cỏ nó có thể sạch sẽ hơn quanh mộ, để mộ nó có thể thoáng hơn cho các cụ này đó. Còn riêng về phần cúng lễ thì mới dân tộc thì Linh nghĩ rằng là nó sẽ là cách nói nó sẽ khác thôi, nhưng mà nó vẫn về chung một vấn đề là thanh minh cả đó. Mình mới thấy rằng là những ngôi mộ ở nhà Mi Linh nó rất là khác với những nơi mà Mi Linh đã đến quay cho các bác xem của bà con ấy. Họ thì cũng chủ yếu là kè bà đá. Như nhà Mi Linh làm như thế này thì nó sẽ chắc chắn và nó sẽ lâu đời hơn. Nó sẽ không bị mòn đi. Và sau khi con chó sau này sẽ được biết đến mọi người nhiều hơn. Đấy, chúng ta làm như thế này nó sẽ được bảo tồn nó lâu hơn. Nó như kiểu mộ của ông Mi Linh hay là mộ của ông cụ bên này là cũng có ảnh này. Như mộ của mọi người đây là tại vì là ngày xưa nên là không có ảnh ấy, nên là không thể làm được. Cái mộ của cô Lầu đây, cô này là hay phù hộ Mi Linh nên là Linh phải làm đẹp một chút. Nói chung là cả nhà sẽ làm đẹp hết thôi, nhưng mà Linh sẽ làm cho cô trước. Đi bấm vào cái nút giải dị màn hình ấy, nó có sáng lên rồi. Cứ để như kiểu một năm mình làm lại lần này cỏ mà ung thư mà. Năm cũng một lần mà. Tức là năm nào mình cũng làm. Không ảnh thôi, đỡ. Nhỉ? Nhỉ? Nói không thì cần quá cho họ nhiều. Chú đợi chúng mày từ sáng rồi. Đấy. Lúa giờ lúa rồi. Chú cầm đồ lên cho bố mày trước. Chú đi hỏi bố mày. Tao là thứ nhất. Phía bên này thì Linh vừa cùng với cả các chú và các bác là đã dọn xong phía bên những cái mộ của các cụ với cả các bà và các cô bên này. Thì bây giờ sau khi dọn xong thì mọi người cũng đã đặt lễ cúng để bày, để có thể mời các cụ trong cái ngày Tết mùng 3 tháng 3 này. Thì hiện tại đang bày lễ, có quần áo và rất là nhiều thứ nữa thì đã bày ở đây rồi. Thì bây giờ thì mọi người đang lên phía trên chỗ mộ của ông Mi Linh ở phía trên đoạn đỉnh núi này, chỗ mà có hai bên đá địa thế nó rất là đẹp dành cho khu vực mà ông Mi Linh đã yên nghỉ. Bây giờ thì Linh sẽ lên phía trên. Nói chung là phải dọn dẹp, nó cắt cỏ một năm thì nó cỏ nó mọc nó rậm rạp lắm.
Đây, mọi người đang tập trung ở phía trên kìa các bác. Thắp hương, đang đốt hương để thắp mộ của ông Mỹ Linh. Mộ của ông sẽ là cuối cùng và sẽ ăn ở cạnh nhà mộ nhà ông luôn. Mày đưa em đi hái quả chít con đi. Không phải loại lì lòn này phải còn lâu nữa. Chỉ có con đấy à? Bắt đầu mới bắt đầu nhá. Mang hương đi cắm. Sao? Vivo i15 đúng không? Nói chuyện mày nói gì cái mày? Hey, nhanh cắm cái này, quỳ cái này xuống mẹ. Cắm luôn con gì quỳ xuống đi, hãy hãy xuống, hãy xuống gần đầu xuống dưới quá đấy. Gần ba phát. Rồi. Mua chứ gì à? Chứ mua chứ gì à? Lấy mì cầu mà. Niệm niệm cái gì niệm đi. Nữ kho thầu giáo. Rồi bắt đầu là làm lễ nha các bác nhé. Mời các cụ về. Này, mang tiền lễ này, ta bày của mày đây, lấy tí lộc mày về hay đi đường ấy. Rồi. Không cầm ví gì ở đâu? Tôi đây, mấy chú cái mũ này đi. Ô tôi đi cho mà giò đấy. Mày làm gì đó? Rất đông người nhé các bác nhé. Đây toàn là anh em trong nhà hết rồi, còn thiếu nhiều người ấy. Nên họ vẫn phải đi làm. Chào mọi người. Chào tạm. Chào tạm nhé. เจอนายจะตาซ้อมมาให้หมอเนี่ยหมอเนี่ยจะนี่ว่าก็หมอก็จะเลยนี่จัวในต่ออย่าเจ้าหมอก่อจัวชื่อจัวนึกตัวโดขอขอบาขอเชียวขอกาขอหัวขอรถขอด้วยยังนึกขอเสาอย่านึกอัวเต่าหมอเต่าไก่นึกอัวเต่าเจ้าขอหัวขอรถรอนรอนดีหมอนินจ่าได้ขี้เข้าขี้เข้าดีรอนรูลาดีรอมไร đi nông đi cá bò phứ lúa y chè nành bè dầu nành lúa hoa tàu nổ tàu hoa lúa lúa dưa mưa dưa lê lấy ní chùa lấy tàu giờ giống lô nông đi xa dễ xe bè à ô tu ô tu mai thi bà nữ tuần đó khó bà ô che nữ khó nào giả có khó đua danh khó cả khó hu à nữ đua tao mỏ tao cải à nữ tao chơi nữ cho lấy có lo đo nữ hao à nữ lo đo nữ đi mỏ đi giả đi khâu chi khâu đi lo lu lan đi lo mai đi nông đi cá qua phứ lo y che nên che cho lấy lu đua tao mỏ tao hao là lùa dưa bự cho lấy cái đấy chị đưa chủ nhà chứ. Bè hai bó cỏ tung thay lon thay rùa nữ tuộc đó kho bà kho che đó kho cả kho hua cỏ đó kho đua danh hoa nữ kho dầu giả nữ vua to mỏ to cải nữ vua to chơi nữ vua to chơi cỏ hao lon lon đi lon lon đi đi mỏ đi trà đi khâu chi khâu đó đi lúa đu lon đi lúa mai đi nông đi cá bó phứ lúa y chê nành pê châu lên lúa vua to mỏ to hao luôn dê tỏ lo mưa dành lo ngày hà lo mưa dành bó phứ bó giờ lúa vua to nỏ to hao là lúa dư bư dưa lên lấy ní chùa lấy tao giờ giống họ nông đi xa dễ thưa bè họ vào sinh ra mư tuôn đó kho bà kho che kho cả kho hua kho kho đua danh nữ kho sầu giả nữ cua tao mỏ tao cải
nữ ua tao mỏ tao ngại á nữ lo đo nữ đi lo đo nữ nó đo đi đi mỏ đi chả đi khơ chi khơ đi lo lu lo đi lo mai đi nông đi cá bò phứ lo y chê nay bê chào lành lo ua tao mỏ tao hao lo lo yo bữa lại bò phứ lo chê chê tỏ lo mùa dành lo viên ha lo mùa dành lo ua tao mỏ tao hao lo yo bữa lại chị tao ô lòn 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 chị cúng của người Mông đó. Lúc đấy là bố Mỹ Linh đang cúng chỗ mộ của ông đó. Thì mọi người cũng nghe rằng là những lời nói nó rất là khác. Mỗi dân tộc thì nó đều có những nét đặc trưng riêng. Đây là cái khu mà ông Mỹ Linh đã nhìn nhá các bác nhá. Đã nhìn sang đến cái khu vực bên núi bên kia. Rất là đẹp. Hả? Lấy gì? Cơm á? Đi à? Muốn mỏ chứ đi à? Đi à? Đi à? Cái ngôi mộ của bà cụ ở tận trên đỉnh này. Ồ. Mọi người thấy là một khu như thế này nhá các bác nhá. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Rêu. Đi sang bên kia để cho thiện. Chú khí các bạn. Tự chú ơi. Linh đi thăm bà, tức là bà cụ của ông Linh ấy. Bà cụ của ông Linh ở Mèo Vàng á. Chúng con này đốt hết luôn đi. Thế lại khó lên. Bác nội, đốt hết luôn được nhỉ? Đốt hết ra. Mới để cho các cụ lấy các cụ đi chơi. Thế tao mày ngồi đây bóc cát chát. Con không lấy được kìa.
bác thông cảm, hôm nay chú mình hơi say rượu thì cứ hỏi là lúc nào Linh lấy vợ rồi các bác. Ơi giời ơi. Lấy vợ là chú muốn uống rượu của Linh lắm rồi. Linh là Linh làm một idol nhưng mà idol là... À, biết tin của Linh rất lâu nhưng mà follow rất nhiều nhưng mà bản tính của Linh ấy chẳng biết là tính của Linh có lấy vợ không thì mình không biết. À, chú nó còn không biết, bố nó còn không biết đấy. Các chú đang đợi ăn cưới lắm rồi nhưng mà mai chưa được luôn. Đúng rồi, nó rất là vất vả. Ê hết rồi. Từ từ nó bị cháy được hết rồi. Hụt một cái không hết được. Đây có cả thuyền này. Mình gấp thuyền đây các bác. Tao lòng. Tao nói vậy nhá. Mấy cái loại hợp còn tốt có giờ hơn hết rồi. Đáng nhiên là cú đồng nêu. Bỏ liêu. Hầu thị gì ạ? 920. Quá giả. Dạ. 71 tuổi là căng ấy nhỉ. 71 tuổi không phải là có fan á. Chú bức hương cho các ông các bà, các bà phụ hộ chú sống trăm. Này xưa mày còn chưa để bọn tao vẫn lên mà. Thế là năm nào bây giờ Linh đốt xong rồi Linh sẽ đi xuống dưới này đó. Linh cứ đi theo hàng dọc. Bác Mỹ Linh thì cứ đi cúng trước, sau đó Linh sẽ là người đi sau để hóa vàng cho tất cả các ông các bà các cụ ở đây đó. Mọi người hãy theo chân Mỹ Linh nhá. Ok. Đây là mộ của ông cụ nhá các bác nhá. Linh lúc đấy là vừa đi đốt vàng bạc ở bên kia cho mọi người, bây giờ bắt đầu là vòng sang đây, sang chỗ nhà ông cụ ấy. Cụ ông là Thảo Vả Linh đấy, hưởng thọ 5 năm đó, mọi người. Bây giờ Linh bắt đầu là đốt vàng mã. Gà thì cúng xong hết rồi đó. Bắt đầu hóa vàng. Thank you.
Má chứ? Đấy, bây giờ thì mọi người bày mâm xong hết rồi các bác nhá. Bây giờ đến là chuyên mục pha chấm chéo. Hôm nay là có lợn quay với gà thì chấm chẩm chéo của Mỹ Linh là nó hợp nhất. Lử xá về đây hộ anh pha chấm chéo này. Đấy, bóc luôn lọ mới. Đấy, tuyệt vời chưa? Chọc luôn đây, đấy này bục. Mới mở cái đấy ra. Bục luôn đấy. Tuyệt vời luôn. Đấy thì đấy múc. Đấy chấm chéo là tuyệt vời nhá các bác nhá. Các bác mà muốn mua hàng thì có thể liên hệ qua số điện thoại là 0387761631. Ủng hộ cho Mỹ Linh lọ chấm chéo để Linh có kinh phí đi đường. Vâng. Sao đâu? Đây chấm chéo đây nhá các bác nhá. Tuyệt vời nhá. Ui. Ôi đồ ơi, ui nhiều quá xã ơi. Ăn thì không hết đâu. Đấy. Đóng nắp vào, đóng nắp vào. Các bác nhá, ủng hộ nhá. Chấm chéo này, đặc sản Tây Bắc cực kỳ ngon luôn. Chấm là ngon. Ngon lịn này. Đổ nước vào. Các bác có thể ủng hộ mặt hàng mật ong hay là những thứ mặt hàng đặc sản Tây Bắc mà Linh đang có để ủng hộ trên kênh của cháu Linh. Linh có thêm kinh phí là có thể giúp đỡ thêm bà con hay là đi đường. Đó. Các bác thấy chẩm chéo Mỹ Linh là chẩm chéo thần thánh nha. Ui dồi. Nó thử miếng nè. Lấy một miếng gà về thử nè. Chấm cho các bác xem. Đấy, gà ấy. Đấy, miếng nạc. Đấy. Xá làm thử nè. Ui dồi. Chấm ngập. Ui dồi. Sâu vào. Ui dồi. Ăn thế này. Ui dồi. Mẹ chấm một miếng nào. Thơm không? Thơm. Ừ. Đấy, chấm nhá, ngập luôn. Đấy. Ui dồi. Thím thử miếng chấm chéo này ngon không? Đấy, thử chấm chấm chéo của Linh nhá. Chấm chéo này nhà Mỹ Linh tự làm nhá các bác nhá. Hay thịt lợn treo các bếp thì cũng là do tự làm hết. Chấm cả xôi nữa nhá. Chấm xôi tuyệt vời luôn. Ui dồi. Ôi giời, các bác nhá, mua ủng hộ nhá. Mua 2 thì miễn ship nhá, mua 3 thì tặng 1 nhá các bác nhá. Ôi giời, ngon quá, thèm quá. Các bác nào nhớ thì Linh bán là mua 3 thì tặng 1, mua 2 thì miễn ship, mua 1 lọ thì vẫn phải giả ship nhá các bác nhá. Mọi người mua hàng thì nhớ có cái mã như thế này của Mỹ Linh với có cái mã QR Zalo ấy. Đó, rất là chuẩn đấy các bác thấy chưa? Đóng rất là đầy đặn luôn. Mà ớt ở trên vùng cao thì chọn lọc rất là đắt. Đó, các bác nhớ ủng hộ nhá. Nhớ gọi điện là qua số 0387761631 hoặc số điện thoại là 0976613609. Đó, bây giờ là sau một thời gian thì cũng làm phong tục những cái lễ xong thì bây giờ mọi người là bắt đầu là chuẩn bị vào ngồi để cùng với cả ông bà chung vui cùng với ông bà cụ để cho mọi người vui. Đó. Đấy sao bên kia ngồi ấy thím? Cho được trẻ con nó tự ngồi đây ăn. Thôi để thím thía bón cho các con một tí đi. Thằng này không ăn à? Thím nó bón. Dương lấy cho em trai của Dương đi. Rồi, mời các bác nhá. Đây này là mâm người lớn. Linh Linh lấy ca rượu kia về đây. Ừ. Mình sang đây ngồi với cả các chú. Rồi. Đây. Món chẩm chéo của Linh Vư nhá. Đúng rồi. Đấy. Ai mang thịt gà đây? Thử thức rồi đấy, làm đi. Đâu. Lợn quay à? Lợn quay cân nách, lợn xịt. Nếu mà gặp Linh Vư sẽ gặp chẩm chéo phải không nhỉ? Chẩm chéo thần thánh. Chẩm chéo thần thánh nhá. Đây là chú của Linh Vư nhưng mà rất là chấm mê. Một đây. Mê cái món của Linh Vư nhá. Đây, chấm đi. Ok, chấm ngập mồm. Rồi ăn ngập mồm. Ôi giời ơi, ngập mồm chưa? Chơi như kiểu Tây Bắc luôn. Ờ. Không, mình là ở trên Bắc mà. Ngon không? Ôi thôi ăn đi. Mình gần nó vừa cũng nổi. Đấy, chú mình vừa thử món chẩm chéo của Mỹ Linh nhá các bác nhá. Mọi người nhớ rằng là nếu mà mọi người mua hàng thì có thể ủng hộ Linh qua số điện thoại trên màn hình nhé. 0387761631. Mua 2 tặng 1. Mua 3 tặng 1, mua 2 miễn ship.
ngậm mồm. Ngậm mồm ngon đúng không? Tuyệt vời luôn. Ngon luôn. Chấm chéo của cháu là làm thì nó chỉ có là đệ nhất thôi. Sao chéo? Được. Chấm chéo nó phải chấm như này. Phải như thế này. Ui giời. Cái méo này còn nhỏ, cái này cầm cả bắp luôn. Ui giời. Ăn ngon tuyệt vời. Ngon quá nhỉ. Ăn cứ đi. Ơ, cái xanh tổ lá chưa? Mời chú. Ê, cháu mời chú nha. Chú sức khỏe. Mời mấy anh em nha. Chưa biết gọi kiểu gì nữa. Cô ơi, mời em chồng một dính. Chồng dính là em rồi. Vâng, mời em mời anh. Mời chú nhá. Ê, nói thế thì tao mới chơi quan từ xưa rồi, cứ tao mày thôi. Được. Nhưng mà nói về tao mày. Mọi người thấy là sau khi là làm xong lễ thì tất cả mọi người là tụ họp cùng với gia đình ngồi cạnh bên ông nội Mỹ Linh đây. Đây là ngôi mộ đây mọi người. Hôm nay là một cái video là cháu Linh cũng phải làm những cái công việc chính nhiều nên là cũng không có thời gian để quay. Đó. Hôm nay thì Lử chắc là khả năng nhà Lử cũng đi làm thanh minh rồi. Linh cũng không gọi điện để cho Lử. Đó. Mời tất cả mọi người nhé. Dùng cùng với gia đình Mỹ Linh. Thằng này không phải mua chết đó nha, là mua sống nha, ăn miếng thịt ngâm mồm, ngang cơ sumo nha. Ngang cơ với cái gì, Hải Sapa TV. Đây, Hải Sapa TV thèm thịt gà bỏ mẹ hôm nay đéo ăn luôn. Hải ơi, lúc nào ta về Sapa ta gặp mày luôn. Kéo đi. Gà đen này cứng lắm. Gà núi à. Ăn gà núi. Hải ơi, quay video này sao lại tao gặp mày đâu? Cái video này cho video cho mày biết là một like núi nữa nè. Nghe không? Thấy núi không? Kiểu quá. Mày chú mình rất là hâm mộ anh Hải Sapa TV đấy. Nên là muốn thích ăn như là anh Hải Sapa TV nhá. Cho tí đấy. Linh ngon mồm này. Còn này gặp Hải Sapa TV thì mà thèm bỏ mẹ luôn. Ôi giời, kinh quá. Đây biết khác chú à. Chứ chứ. Nó phải ma thì ra đùa. Muốn nó muốn nó nấu muốn nó nấu mà mà mùa hôi dưa thì ta mở thì cá nó chấm chéo ta thì mua nào ấy giờ cho phong nhiều cố sống đâu cố này bỏ này chân này ai đào cố thì chín nó hay quá thì chả thà ta đến tan đi thôi mà dưa mình đẹp quá dưa hay biết sao mẹ không em biết chứ con này đẹp nha. Nó nói cũng vẫn nhỉ. Phình ma chỉ khoan chứ mẹ vẫn hết này. Đúng rồi, gần giống nhau. Nó mấy thịt gà. Ma nó ra một chút ạ. Ôi, chỉ cá chỉ ăn một chút ạ. Chú nào xem chú ạ? Hả? Con xem con này à? Mua mà không biết xem. Biết mà. Chân to rồi, chân to. Chân to. Vì nhiều mồm nói ít. Nhiều mồm nói ít. Xem xương gà các bác. Xem xương gà. Vừa rồi thì các bác cũng được theo dõi và biết được rằng cái Tết Thanh Minh của nhà Mỹ Linh, đặc biệt là của đồng bào dân tộc Mông ở trên vùng cao thế nào. Và trong cái video trong ngày hôm nay Mỹ Linh đến đây kết thúc rồi. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo. Rất là cảm ơn mọi người đã đồng hành và theo dõi. Video Mỹ Linh đến đây kết thúc rồi nha. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo trên kênh Thà Mỹ Linh. Đi lên trên kia ăn thịt đi, một bé nó ngay đi. Trẻ con là lên cùng bố mẹ đây. Chua chua muốn đỡ đi. Đáng yêu lắm. Hẹn gặp lại các bác ở những tập phim tiếp theo nha. Ừ.
Nếu mọi người muốn nhu cầu mua đặc sản vùng cao thì mọi người có thể liên hệ qua kênh của cháu Thảo Mỹ Linh. Đây là bột Tam Thất Bắc đã được xay nhuyễn nha các bác nhá. Mọi người mà muốn đặt hàng thì mọi người có thể liên hệ qua Mỹ Linh. Một hộp này là 500g, hai hộp là 1 cân nha các bác nhá. Linh thì có cả câu kỳ tử nữa các bác. Nếu các bác muốn mua câu kỳ tử thì các bác có thể liên hệ qua Mỹ Linh đây. Đó, câu kỳ tử thì chúng ta có thể mua về. Và đặc biệt là Linh có thêm cả củ cải sấy khô đây của bà con ở vùng cao Nguyên Đá Hà Giang. Đó, cái này thì mọi người có thể mua về, mọi người để xào thịt, ngâm với nước thì nó nở ra thì mọi người có thể thái ra và bắt đầu là dùng thôi. Đó. Và cũng có cả thêm cả nụ hoa tâm thất. Thì nụ hoa tâm thất này Linh có 3 loại, đó là loại A và loại B và một loại đặc biệt. Đó, mọi người có nhu cầu thì mọi người có thể liên hệ qua Mỹ Linh để mua nụ hoa tam thất này ủng hộ cho kênh của thằng Mỹ Linh nhá. Mọi người có thể liên hệ qua số hotline là 0976613609. Và đặc biệt là cháu Linh có thêm mặt hàng là thịt lợn ba chỉ gác bếp mà hôm vừa rồi là bố mẹ Mỹ Linh vừa làm xong đó các bác. Thịt lợn này thì cực kỳ là ngon nhá. Mọi người có thể lấy về, mọi người có thể để ngăn mát. Thế nên là Mỹ Linh vừa hút ra túi chân không xong luôn. Đó, thịt lợn ba chỉ nhá. Gác bếp nhá. Mọi người muốn nhu cầu thì cứ gọi điện số điện thoại là 0976613609 ở trên màn này video mà các bác hay xem. Đây là lạp sườn nhá các bác nhá. Lạp sườn này cực kỳ ngon luôn, treo gác bếp chuẩn lợn đen vùng cao Hà Giang. Đó. Và mọi người nhớ ủng hộ kênh của thằng Mỹ Linh nhá. Và Linh còn mặt hàng cuối cùng đó là mặt hàng mật ong bạc hà. Đây là mật ong bạc hà là mật chuẩn nhá các bác nhá. Cái này là Linh đã phải chọn lọc mật ong. Nó màu vàng chanh nhá các bác. Đó. Mật này mật chuẩn luôn các bác có thể mua về sử dụng giúp Mỹ Linh. Đó, và cái món cuối cùng đó là món là mật ong rừng nha các bác nhá. Mật ong rừng thì mọi người có thể liên hệ qua Mỹ Linh. Đó, Linh đã đóng chai thế này rồi, toàn là mật chuẩn thôi các bác. Lấy của bà con trong bản ra giúp bà con tiêu thụ những sản phẩm mà bà con đã sản xuất ra.